cùng nhau chia sẻ Phật pháp. Trong cái pháp hành thứ một đấy, đấy là tương pháp của đấy, pháp hành thứ một này, trường lão giảng là cẩn thận lắm rồi, là đến bố mẹ mình cũng không được lấy đấy, thế mà chứ đừng có nói là người ngoài nữa. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà đấy là mình còn tham ái, là mình sẽ còn tất cả các tham, trường lão dạy thế, thế là mình còn chưa thương mình cơ mà. Đấy, thầy bảo là đã thầy dạy thế này, nếu như mà mình là còn tham ái thì là mình chưa thương mình. Đấy, mình chưa thương mình thì mình thương người khác thì thầy bảo làm sao mà thương được. Thế cơ mà. Thưa hai cô, trong kinh Tứ Vô Lượng Tâm Đức Phật có dạy tâm từ là thương yêu, tâm bi là thương xót, và thương tâm hỷ là vui mừng, tâm xả là xả tất cả các pháp. Vậy tâm từ nó có những cái gì? Tâm từ nó có năm tình thương. Một là yêu thương chính mình, hai là thương yêu người khác, ba là thương yêu con vật, bốn là thương yêu cỏ cây hoa lá, và năm là thương yêu môi trường trái đất này. Vậy cái tâm từ của mình ấy, mà mình không thương yêu chính mình thì sao thương yêu người khác được? Đúng như cô nói là đúng đấy, nhưng phải cần bốn cái thương nữa nhé. Mở ra một cái chỗ bài mà bài Đường Về Sư Phật Tập Tám, ở cái đoạn cái khoảng cách khoảng ba phân nữa là mở đấy, đấy là có cái bài đi khất thực đấy, bà thầy nhớ lắm. Cứ cái đoạn nào nó có chi tiết gì mà thầy nói đâu mà sao lại thầy lại nhớ đấy, là thầy mở ra. Cháu ơi, tại vì các thầy đã học mà nghiên cứu rồi mà, nhưng các thầy nhớ mà. Đi khất thực như nào rồi như nào là thầy đã đánh dấu hết rồi nên mở cái đoạn ra ngay. Đấy. Thế là thầy đổ băng cô Ngà là không được đúng không? Cô Ngà này chưa được, cô Ngà là phải đi khơi ra ngoài đâu. Cái hạnh khất thực là buổi sáng là các thầy phải đi khất thực để xả tâm. Như buổi chiều và buổi tối là các thầy là phải tu tập ở trong cái cảnh tĩnh, ban buổi sáng là cảnh động để biết mình xả lên đâu. Xả được tâm chưa? Nhưng còn ban tối là đi vào cảnh chiều và tối là đi vào cảnh tĩnh là không có tiếp duyên với ai nữa. Đúng rồi. Nếu mà giờ mà hai thầy mà cứ ở chỗ thì cháu bố mọi là người tối thì là yên tĩnh vậy. Cháu bố mọi người không đến tối không ai được đến. Đúng rồi. Là mai này cháu tối với chiều không nên đến để cho thầy thu tập chuẩn tĩnh thức. Mai này các chị em thì thầy xả được thần giúp được mọi người. Mai các chị em ăn cơm thì yên như là cháu mới bảo với mọi người là chiều là không ai được đến nữa thầy cả, để cho thầy tu. Đúng rồi, để cho thầy tu thầy nghỉ thầy tĩnh thức. Vâng. Chứ không mà thầy nói thật với cháu là các thầy là vì mọi người nên các thầy đi gieo duyên thế. Là các thầy thiệt lắm rồi. Vâng. Mình còn có thể mình đấy ở nhà là như các thầy là phải thực hiện đức tùy thuận, không là không được. Vâng. Thế nên là các thầy là có tu hơn mình ấy, các thầy thiệt thòi hơn mình ấy. Vâng. Thế nên là nếu mà mình mà làm cho các thầy không tu được là sau này mình cũng khổ chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Thế mình trước bây giờ là thế. Cháu thấy cô Hữu Xuân với cô kể chuyện là các nơi thật tới cái nơi là cũng chán thầy rồi, chắc là hết duyên đấy, chứng tỏ là thầy tu chưa xong rồi thầy đi hướng dẫn cho người thì cũng người ta cũng không ấy. Dạ thầy thiệt lắm. Cháu thiệt lắm. Nhìn giờ thiệt bởi vì sao cháu biết không? Vì là thầy nhận hết nghiệp của chúng sinh và cho nên thầy khổ. Đấy. Đấy. Giờ nhân là lưng thì gồng này, đáng nghĩa là phải ở nhà tu tập thì mình không sướng được. Thế đi nhiều phần giờ lưng thì gồng, thế mà trưởng lão nói rằng là cái gồng đấy đã không làm chủ được cái già thế. Cái già là đúng lưng rồi. Thì không gồng nhé. Nếu mà nói đặc tướng là lưng không gồng này, tai tinh mà mắt sáng này. Có nghĩa là không mắt thì không sáng, nhưng mà có nghĩa là cũng vậy, nó cũng đại khái làm chủ được là những cái... Nó không bị ấy, làm chủ được những cái phần đấy. Đấy, cái phần thế đó. Là tại vì cháu không thầy đi thế này nhá. Thầy đi thế này nên là thầy nhận của Phật tử nhiều lắm. Ví dụ cô nói như trường hợp ấy chẳng hạn, mình cô là cô phải nói thẳng nói thật đấy nhá, chứ cô không giấu đâu. Ví dụ như chú Hiếu chẳng hạn, mắt chú kém, thầy nhận kế của chú Hiếu là thầy cũng phải gánh cái mắt kém của chú Hiếu đấy. À thế thì thầy nhận cái gì nhỉ? Cô cháu bí mật như thế mà. Còn nếu đứa mở nha, cô nói cháu là như này, cháu để ý kỹ cháu sẽ thấy là như này. Người nào có kinh nghiệm gì, mình đấy là cái do duyên, cái duyên xúc chạm đấy, 12 nhân duyên mà, là cháu sẽ bị cũng bị nhiễm bệnh đấy đấy. Chứ chưa cần phải nói là người ta cúng dường với cháu cái gì đâu. Cháu chỉ tiếp xúc với họ thì cháu đã bị nhiễm bệnh rồi mà. Cho nên hiệp nó phải tránh, thầy mới khuyên hiệp là phải tránh cái đấy cháu. Thế đi làm bác sĩ là thế đấy cháu. Thế mà.
Không, chứ không phải là trên xúc chạm đấy chồng. Nhưng mà sao lại chú Hiếu gì mà lại gánh nghiệp cho chú Hiếu như nào, Ồ, cháu nghĩ là thế này nhá. Thái nhận của chú Hiếu thì đương nhiên là phải gánh nghiệp cho chú rồi. À, nhận cũng như cháu với nhà ai cho cháu cái gì cháu chả phải gánh nghiệp của họ. Người ta cũng được cho mình là mình phải gánh nghiệp đấy chứ không được giá đâu. Thế cho nên là cháu đi, cháu đi ăn ở đâu là bao giờ cháu phải cầm phần của cháu cho con đi, không phải cháu ăn đi ăn không bao giờ ạ. Tức là mình gánh nghiệp của họ đấy, chứ không phải đơn giản đâu cháu. Thế thế nên là các thầy đến nhận của chúng sinh là các thầy phải trả quả nó như thế mà. Khi nào mà ấy, đấy, như là các thầy phải gánh nghiệp nhiều lắm. Thế mới khổ thân các thầy chứ. Phật tử nên hiểu một rõ một câu này, khi nhận nợ cúng dường của người khác là mình nợ, chứ không phải nhận cái kéo cái nghiệp của họ lại cho mình. Còn khi mình ăn của một người đó thì phụ thuộc ngày nào ăn của họ thì mới có một chút cộng nghiệp, chứ không phải là cứ nhận ở đấy thì bao nhiêu cũng vậy thôi. Còn thức ăn mà không thanh tịnh thì đúng rồi, ví dụ như là người ta đánh cá này, người ta giết nợ này, người ta cúng dường, mình không khéo là mình cũng bị tạo nghiệp. Cũng như là cái năm, những cái năm xưa ấy, tôi nhớ có vị thị kheo bảo tại sao cái lớp chánh kiến này, này những cái thầy tu vào trong đấy mà cứ ăn thịt chúng sinh của cái người cúng ấy. Ví dụ như có cái cô Thủy, gia đình cô Thủy làm cá ba sa ở đồng bằng sông Cửu Long gì đấy, trưởng lão nó khuyên rất nhiều lần nên bỏ cái nghề đi, nhưng mà hàng ngày hàng tuần người ta cứ chở cái xe mấy tạ người ta đến ta cúng hết rồi, còn ai cúng nữa đâu. Trưởng lão là khéo giáo hóa, nhưng mà nghiệp nó như thế rồi phải chấp nhận, vậy nên là bị tưởng hết là vì như vậy, khó tu là như vậy. Chứ còn nếu mà cộng phải trả quả ngay thì không có, có nghĩa là mình nợ người ta, nếu mình không tu thì kiếp sau mình sẽ phải tìm người đó mà trả nợ là như vậy. Về đến ngày An An có một câu giấc mộng, ngày An An khi mới hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, hôm qua con đi mơ có giấc mộng, mộng mơ đấy. Đức Phật hỏi: Vậy mộng làm sao An An? An An hỏi: Bạch Thầy, hôm qua con đi rất là xa xa, rất là lâu, qua cánh đồng trùng du, con thấy có một cái hố rất sâu và rộng, dưới hố ở toàn người tu thôi, trên miệng hố thì có nắp mấy cái gỗ nẻo phèo trên đấy mà có đám áo trắng họ cứ nhảy nhót lung tung, họ cũng rất hố. Vậy nên là Đức Phật vậy này An An, những người rơi xuống hố là những người tu theo pháp ta, mặc y áo giống ta, mặc cắt tóc giống ta, nhưng mà lại không tu, mà ăn cơm ấy, ăn thức ăn ấy, này của cái người cúng dường ở trên ấy, nó bị rớt là phải rồi. Còn tại sao thì những người mà trên họ nhảy lung tung mà không bị rớt ấy, thì Đức Phật có dạy là họ đã dương phước rồi, có nghĩa là người ta đã cúng dường, người ta được hưởng cái phần phước của họ này, họ còn sống mãi mà họ được như vậy không rớt hố. Tại vì công mồ hôi nước mắt người ta làm là cúng dường, người ta dư, người ta có tâm thì cũng xây dựng cho cái đạo đức làm người làm thánh. Còn những người chưa đủ đạt được ăn trái cây rụng đã vào rừng là cắt tóc bỏ đi tu thì rất khó là như vậy. Đấy, cái này nước mơ giấc mộng này là như vậy đấy các cô, chứ không phải là nghe kinh Phật phải nghe nhiều chiều nhiều bài nhé các cô. Nghiệp của em cô. Tức là cái này là mình đánh như kiểu là mình còn hơn thầy là chết đấy chứ. Là mình chết không bao giờ bằng thầy được. Thế mà. Nên mình cởi lấy hết đấy. Thì giờ tôi hiểu rồi, thầy nào cô làm nên là cô không đi hết thực. Đấy, cô gần đấy, cái chính đạo của cô đi hết thực. Đấy, nợ cái đấy, rồi. Đúng rồi thầy. Đấy, thế trưởng lão có nói một câu như vậy. Trong tu viện không có cây bếp, mà Phật ngày kia nói rõ ràng như vậy, là đâu có trụ xứ mà nó bếp. Vậy nên là nếu nói về vấn đề là chưa chứng đạo mà đi xin không đi xin ăn ấy, là sai để Phật dạy. Đức Phật dạy là này ông kia, nếu muốn tu theo pháp ta thì vào đây độc cư 4 tháng rồi ta xuất gia cho. Trong cái độc cư 4 tháng thì toàn bộ chúng tăng nhìn lại xem cái hành động, thân hành, khẩu hành, ý hành của một tỳ kheo tương lai thế nào. Khi đó bao giờ xuất gia, Đức Phật rất khéo cũng hỏi chúng tăng: ông ấy đã tu được giới nào, đã đủ điều hành xuất gia chưa, thì thầy mới xuất gia cho. Đấy, chứ không phải để kiểm tra bằng 10 giới
trong đó có năm giới là của người cư sĩ và năm giới của người xuất gia. Nên biệt chú 4 tháng là để học cái hạnh, tập học đi con đường một thánh. Đã đi đến con đường một thánh ấy, thì phải học theo lộ trình của bậc thánh. Do đấy bây giờ mà vào đấy mà chưa ăn được một bữa thì coi như không tập với 4 tháng quen thì coi là phạm giới rồi. Vào đấy không cất giữ tiền bạc thì mà mình giữ quen tiền bạc thì tiền nó nhảy thì thích mua món nọ món kia. Vào đấy mà không ca hát hay tụng giọng ê a là hát mà gõ mõ nhả nhả thì cũng chết. Thế ngoại đạo người ta vẫn vào mà. Đấy. Hay là trang điểm làm đẹp ở đấy, ở ngoài mình nhìn lần chuỗi quen rồi, đeo đồng hồ đồng yết quen rồi, vào đấy nó không có thì phải tập. Nên Đức Phật khi xuất gia rồi cũng là tỳ kheo luôn chứ không còn có sa di nữa. Nhưng mà sa di ban đầu thôi, nhưng trong đó ông phải giữ dần đến 22 hành ăn này. Đấy, sau đó đến 60 giới này, rồi đến 100 giới trung học này. Thì đấy bắt đầu nó mới tu dần để giữ cho đến 250 giới. Chứ không phải thời nay người ta với vào này, cho là xuất gia xong rồi học tập sa di này, xong bắt đầu rồi 2 năm sau người ta xuất gia lại sang giới tỳ kheo này. Theo giáo hội như Phật giáo Việt Nam hay các thế cũng không phải. Chỉ Đức Phật chỉ có xuất gia một lần và thọ giới một lần ở thời cổ túc luôn. Vì anh đã tập được cái 10 giới sa di rồi mà. Đấy phải hiểu về lịch sử của Đức Phật là như vậy. Không phải ai cũng nghĩ rằng là mình làm. Vậy là phải hiểu những lời thầy dạy ấy, là phải đọc nhiều bài nhiều chiều. Ông trưởng lão dạy như vậy, mình phải học nhiều bài nhiều chiều. Và thứ hai mình phải giữ cái giới thì mình mới nghĩ được. Vậy nên là mình chấm thổ là cũng mình cũng học giới, gọi là giới chứng cấm thổ ấy. Lại tụng chứng đạo rồi mới đi xin ăn về chứng đạo hết rồi. 1250 vị tỳ kheo chứng đạo hết à? Đâu có. Thật chứng về giới học này, về giới này, chứng về thiền định này, giới về mọi mặt này. Rồi có tâm minh, mà tâm linh chỉ được 30%. Phải nhớ những lời như vậy. Nên là mình nói ra không khéo thành ra giọng ngữ. Vì mình chưa sinh ra từng thời Phật và không được ngồi trực tiếp nghe Phật dạy. Mình nghe theo mình không khéo là mình cũng bị nói giọng ngữ đấy quý vị ạ. Khó là khó cái vậy. Vậy nên là chia sẻ pháp không khéo cứ hùa theo những người nói khác là mình cũng bị đấy. Khó vậy nên là nhớ, nếu mình sinh ra cùng thời Đức Phật thì đâu còn có lang thang lang bang, còn lấy vợ lấy chồng còn ăn thịt chúng sinh như này. Nếu mà nghe được Phật giảng rồi thì sáng nghe chiều chứng đạo rồi còn đâu mà tu nữa. Đấy phải nhớ những lời Phật dạy. Này cô còn cư sĩ mà người đang tật, người ta đã có thức ăn của xã hội cho rồi, một tháng bao nhiêu tiền ấy rồi, thì người ta ở nhà ta nấu cơm ta ăn ở thất ấy. Tuy cô cũng làm chủ được mấy chục cái bệnh đấy, nhưng mà chỉ là trùng tâm không đau thôi, chứ làm sao mà chuyển đổi nó được. Hai nữa là không phải là cái người ta có ý tốt hơn, là vì người ta biết xấu hổ sợ hãi. Nếu như mặc áo sư đóng giả đi xin ăn thì còn tội nữa, mà là người thằng tật thì ra ngoài nó động. Nên phải nhớ như vậy, chứ không phải là chứng đạo rồi mới được đi chứng thực, là nghĩ mình đang hiểu sai pháp đấy quý vị. Một Phật nhiều khi cũng khó, nếu mà căn cứ vào cái giới không khéo thành giới cấm thổ. Đức Phật dạy tỳ kheo chỉ có một nghề đi xin ăn, làm nghề duy nhất, không làm nghề gì khác. Vậy nên lại nói rằng chứng đạo với được đi khất thực là một điều không có đúng với lời Phật dạy. Đức Phật còn dạy trong kinh này, các tỳ kheo mỗi người đi một hướng, đi để làm cái thân giáo cho con người người ta. Hai nữa là ta không chịu phụ thuộc một ai, có nghĩa là thức ăn ấy, ta ăn mỗi người một chút, chứ không lấy một người, không ăn một người. Còn để mà nói vấn đề 100 giới trung học thì Đức Phật cũng có dạy, mà trưởng đạo cũng nói khi thầy tu chứng đạo rồi, nhưng mà các cái giới, các cái nghiệp cũ nó vẫn còn chút, rồi bắt đầu củng cố thêm, chứ cũng không phải là đã hoàn toàn là đã tu xong. Cái phần về nghiệp, Đức Phật có rất nhiều những cái chướng
ngại pháp nó nhảy ra là như vậy. Còn nói mà mình giữ được năm giới mà mình nói với năm giới thì là đúng là hiển dương chánh pháp, mình giữ được 10 giới thì mình hiển dương 10 giới. Còn cái mà mình chưa nhập được tứ thiền mà nói tứ thiền đấy, nói vọng ngữ hay sơ thiền, ly dục ly ác pháp, nhập sơ thiền hay có tầm có tứ là nhị thiền mà tam thiền là xả tầm xả tứ. Thế vậy là khó, những cái gì mà cao siêu mà mình chưa làm được thì mình nói là do mình à. Hay những cái người mà ví dụ như đi khất thực còn tham đủ thứ ấy, người ta đưa một nải chuối ấy, lấy cả một nải chuối ấy, mang về ăn không hết cho người khác ăn, đấy là vô minh tham ái. Tham ái là ái của cái ăn. Hay là mê đi đủ thứ thì mang về các cô dạy là ông thầy nhọc ơi nhọc vì hết thức ăn mang đi, ở đây cũng vậy, đi mang cả sữa rồi bánh có trứng này là mang về rồi cũng ăn phung phí đi, mình nhận cho người ta cũng là vô minh. Ví dụ như mình lấy đồ ăn của chúng sinh ấy, mình mang cho người khác ấy, mà cái người đó không phải là ốm ấy, đau ấy, không đi được già cả, thì mình vô minh, mình nợ, nhận là nợ mà, tất cả nhận đều là nợ hết. Do vậy thì kheo phải khéo đi khất thực, nhận đủ với thức ăn cho mình là mà thôi. Đi khất thực không được đòi hỏi người khất thực phải cho cái nọ cho cái kia, đổi cái nọ đổi cái kia, đấy là người có đúng lời Đức Phật dạy, nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng là như vậy. Còn 100 giới trung học thì nó rất là nhiều, rất là kỹ, chỉ cần bằng đấy thôi thôi là đã đạt và là ta đi dục rồi. Vậy cũng phải hiểu cho rõ cái vấn đề này, không khó. Những người tạo danh tạo lợi suốt ngày lấy cái lời của trưởng lão ra để chỉ cho người khác, cái người đó cũng là tạo danh, không phải là đã tạo quả. Tạo quả là im lặng như thánh, khi người ta cần thì mình nói, không cần thì thôi, không nên làm động mình động người, là cũng là như vậy đó. Còn cái việc cuộc sống, nuôi cuộc sống là phải đi xin ăn mà, tỳ kheo đi xin ăn ngày một bữa là đã là tỳ kheo thanh tịnh rồi, chứ chưa phải là chứng đạo rồi mới đi đâu. Nhớ nhiều trưởng lão ngày xưa ấy, có dạy là thầy đi khất thực, thầy đi mãi chẳng ai cho nữa. Cuối cùng là họ cho một quả dừa bỏ vào đầy bát rồi. Thầy mang về thầy bỏ cái cùi thầy ăn cái nước uống rồi nhập định, đấy là cái hạnh thiểu dục chi túc, chứ không phải bây giờ chưa chứng đạo nhá. Nhớ một điều, chấp thủ quá, chính vì con của cô ấy chết nó cũng là do duyên nghiệp của nó. Tất nhiên chưa xong đã đem chia sẻ những cái lời mình tưởng mình đã ngon lành lắm rồi thì có. Ví một ông tỳ kheo mà ông còn cất giữ tiền bạc, ông còn ăn uống phi thời, ông còn chọn món nọ món kia, thì ông còn đi ô tô, đi xe máy để đi tu, ông còn làm điều hòa, ông còn làm nóng lạnh, ông còn sử dụng bếp nấu nướng ở thất, thì những tỳ kheo đó là chưa phải là tỳ kheo thanh tịnh, chưa thanh tịnh được mà đi nói người thanh tịnh thì là khổ là như vậy. Đấy, phải hiểu cho nó đúng nghĩa, chứ không phải cái gì gật gật. Cũng dạy ở cái lớp chánh kiến thì thầy trưởng lão có dạy như vậy. Thầy ước mơ rất lâu lắm rồi, trong tu viện không có bếp, hôm nay các con 60-70 người đến đây để học tập lớp chánh kiến, thì có cô Châu ở thành phố Hồ Chí Minh là cúng dường toàn bộ. Cô nói hàng trăm người, vài trăm người chúng con cũng có thể đảm đương được cho cái thầy tu. Trong lúc đấy là cô Út lại cũng nhận thêm thực phẩm vào nấu ở bếp thêm, xong một số người khất thực ngoại thiếu về đấy nấy món dưa này, món rau này, thêm cái nọ thêm cái kia, sữa gì đấy. Thế trưởng lão có nói một câu như vậy, trong tu viện không có cây bếp, mà Phật ngày kia nói rõ ràng như vậy là đâu có chủ xứ mà nó bếp. Vậy nên là nếu nói về vấn đề là chưa chứng đạo mà đi xin, không đi xin ăn ấy, là sai ngày Phật dạy.
Đức Phật dạy là này ông kia, nếu muốn tu theo pháp ta thì vào đây độc cư 4 tháng rồi ta xuất gia. Cho trong cái độc cư 4 tháng thì toàn bộ chúng tăng nhìn lại xem cái hành động thân hành khẩu hành ý hành của một tỳ kheo tương lai thế nào. Khi đó bao giờ xuất gia, Đức Phật rất khéo cũng hỏi chúng tăng, ông ấy đã tu được giới nào, đã đủ điều hạnh xuất gia chưa, thì thầy mới xuất gia cho đấy, chứ không phải cái cần kiểm tra bằng 10 giới, trong đó có 5 giới là của người cư sĩ và 5 giới của người xuất gia. Nên biệt tu 4 tháng này để học cái hạnh, tập học đi con đường một thánh. Đã đi lên con đường một thánh ấy, thì phải học theo lộ trình của bậc thánh. Nếu đấy bây giờ mà vào đấy mà chưa ăn được một bữa thì coi như không tập với 4 tháng quen thì coi này là phạm giới rồi. Vào đấy không cất giữ tiền bạc thì mà mình giữ quen tiền bạc thì tiền nó nhảy thì thích mua món nọ một kia. Vào đấy mà không ca hát là tụng giọng EA là hát mà gõ mõ nhà nhà thì cũng chết. Nếu ngoại đạo người ta vẫn vào mà. Đấy. Hay là trang điểm làm đẹp ở đấy, ở ngoài mình nhận lần chuỗi quen rồi, đeo đồng hồ đồng nghiếc quen rồi, vào đấy nó không có thì phải tập. Nên Đức Phật khi xuất gia rồi cũng là tỳ kheo luôn chứ không còn có sa di nữa. Nhưng mà sa di ban đầu thôi, nhưng trong đó ông phải giữ dần đến 22 hành ăn này. Đấy, sau đó đến 60 giới này, rồi đến 100 giới trung học này. Thì đấy bắt đầu nó mới tu dần để giữ cho đến 250 giới. Chứ không phải thời nay người ta với vào này cho là xuất gia xong rồi học tập sa di này xong bắt đầu rồi 2 năm sau người ta xuất gia lại sang giới tỳ kheo này theo giáo hội như Phật giáo Việt Nam hay các thế, cũng không phải. Chỉ Đức Phật chỉ có xuất gia một lần và thọ giới một lần ở thời cổ túc luôn, vì anh đã tập được 10 giới sa di rồi mà. Đấy, phải hiểu về lịch sử của Đức Phật là như vậy, không phải ai cũng nghĩ rằng là mình à. Vậy là phải hiểu những lời thầy dạy ấy, là phải đọc nhiều bài nhiều chiều. Ông trưởng lão dạy như vậy, mình phải học nhiều bài nhiều chiều. Và thứ hai mình phải giữ cái giới thì mình mới nghĩ được. Vậy nên là mình chấm thổ là cũng mình cũng học giới, gọi là giới chấm cấm thổ đấy. Lại tụng chứng đạo rồi đi xin ăn về chứng đạo hết rồi. 1250 vị tỳ kheo chứng đạo hết à? Đâu có. Thật chứng về giới học này, về giới này, chứng về thiền định này, giới về mọi mặt này. Rồi có tâm linh mà tâm linh chỉ được 30%. Phải nhớ những lời như vậy. Nên là mình nói ra không khéo thành ra vọng ngữ. Vì mình chưa sinh ra từng thời Phật và không được ngồi trực tiếp nghe Phật dạy. Mình nghe theo mình không khéo là mình cũng bị nói vọng ngữ đấy quý vị ạ. Khó là khó cái vậy. Vậy nên là chia sẻ pháp không khéo cứ hùa theo những người nói khác là mình cũng bị đấy. Khó vậy nên là nhớ, nếu mình sinh ra cùng thời Đức Phật thì đâu còn có lang thang lang bang, còn lấy vợ lấy chồng còn ăn thịt chúng sinh như này. Nếu mà nghe điều Phật giảng rồi thì sáng nghe chiều chứng đạo rồi còn đâu mà tu nữa. Đấy, phải nhớ những lời Phật dạy. Trưởng lão mới cho mình đi ấy thôi. Thật à? Chứ không, chưa tu xong là không được đi ấy đâu. À, thế chưa tu xong là không được đi ấy đâu. Thế là chưa tu xong là không được đi khất thực. Ừ, chưa tu xong là không làm được phần đấy mà chỉ gãy tại ấy, tại tu viện thôi. À, đấy. Thế mình là gánh nghiệp của chúng sinh đấy. Ừ, gánh hết mà. Gánh hết đấy. Ô, cháu ơi, cháu cứ để ý một tí nhá. Là thế này này, cháu khi học nhân quả cháu sẽ thấy đấy. Là nếu như ai cho mình cái gì mình cũng phải gánh nghiệp cái đấy của họ mà. Chứ không phải nói đây là người ta cúng dường mình nữa, mà cúng dường mà mình không tu được thì bị nghiệp mình gánh lại càng nặng hơn. Đấy, cho nên các thầy nhá, nếu mà các thầy xuất ra mà các thầy xây chùa to đi cho. Là khi nào cái chùa đấy nó phải tan hoại các thầy mới được giải thoát được mà. Thế cũng kinh. Cho nên là các thầy không có cư xá nào là như thế. À, thế là ông Minh Trung, thầy Minh Trung đấy, thầy Minh Trung là thầy cư Vinh là thời Phật là đi khất thực đến tuổi 80. Thế nhưng mà thời Phật đã chứng đạo từ tuổi 40 thì mới đi khất thực chứ nhỉ? Đúng rồi, Phật chứng đạo nên Phật mới đi giảng được, mới đi ấy rồi. Mà trưởng lão ông chứng đạo rồi trưởng lão mới đi khất thực chứ, như trước khi trưởng lão chưa tu có đi khất thực đâu. Đúng rồi, thế
Đức Phật là 80 là Đức Phật tịch diệt, nhưng mà 49 Đức Phật đã chứng đạo rồi mà, nên Đức Phật mới đi giảng đấy chứ, đi thuyết pháp đấy chứ. Thế nhưng mà cô sao cô đã lắm là cái điểm chứ nào mà cô biết rằng là người ở đứng ở đứng người chưa chứng đạo không được đi giao duyên, đúng rồi chứ. Trong cái phần là Phật giảng ấy thì cô, thì cô nói thật là khi cô đọc thì thời gian cô chưa có nhiều lắm, nhưng mà là cô đọc là giờ cô chỉ không nhớ là ở cái sách gì thôi, không ghi lại được, nhưng mà ấy cháu cũng nhớ rồi, cháu cũng nghe thầy giảng là người chưa chứng đạo không được đi giao duyên, thế mà thầy lại đi khất thực đi giao duyên chết không chết, đúng không? Đấy, là không được đi giao duyên đâu. Không phải một mình cô đâu mà cháu cũng biết, mà cô nghĩ là thầy chưa tinh vi với trước những cái lời đó mà trưởng lão thầy chưa hiểu. Trong là mình cứ tìm hiểu kỹ đi cháu. Cô với cháu đây là chỉ giữ được nam giới thì mình nói trong phạm vi nam giới thôi. Chứ còn ngoài là mình không được nói đấy. Nhưng mà cô sao, nhưng mà đọc của người Phật tử cần biết là trưởng lão nói là nhìn cái 100 giới chúng học của trưởng lão mà đọc lên mà biết là các thầy vi phạm ở dưới nào mà biết mà. Thì cô biết là được, thế là ấy rồi, nhưng mà ấy đây cháu. Đấy là cô cháu mình kể với nhau thôi chứ không. Cô cháu mình chỉ biết thế thôi. Trưởng lão mà cũng có thể là mình không được phép tham gia với thầy, nhưng mà mình nhìn vào cái thầy tu đúng không là mình biết. Đúng rồi. Không được tham gia vì thầy đã tu chứng rồi, thầy còn sân si được mình mà tham gia là thầy hãy còn sân si được mình doanh nghiệp, phải không? Tức là cái này là mình này như kiểu là mình còn hơn thầy là chết đấy chứ. Là mình sẽ không bao giờ bằng thầy được cô. Thế là nên mình cần lấy hết đấy. Thì giờ tôi hiểu rồi, thảo nào cô làm nên là cô không biết thật. Đấy, cô gần cô đã chứng đạo rồi, cô đi biết thật. Đấy, nó ở với đấy. Đúng rồi, thằng nào. Bây giờ nha, những các Phật tử bây giờ người ta đang nói, những người ta thấy hết duyên nhé. Thầy thiện pháp cũng thế, và tự nhiên cũng hết duyên. Đúng rồi đấy cháu. Bởi vì sao? Bởi vì mình chưa tu chứng, mình chưa làm chủ được thì mình không được đi khất thực mà. Thế nhưng mà mình đi rồi thì mình lại nhận thêm nghiệp vào thì cũng như lấy đi cho. Cái cây rau đấy cháu mới bẻ được tí thì ngày mai nó lại thùm lên rồi. Đấy, cái tham sân si này mình ấy thì bắt đầu mình đi khất thực thì mình lại nhận của chúng linh vào thì nó lại cứ mọc nó thêm và nó thêm dày lắm, nhiều lắm. Nhưng thầy Trân Quang thì cũng thế đây, cháu cũng thế đây. Nên là thầy mới nhận nghiệp của chúng linh vào, nên là thầy mới bị hết là thế đấy. Đấy. Đấy thế. Con nghĩ là thầy đang những cái phước của thầy là dày, nhưng mà chưa chứng đạo thì bắt đầu là cứ ăn cái nghiệp, ăn cái phước của chúng sinh, và thế là nó mới cái đấy. Quả mình gánh. Đúng rồi, quân với đấy, anh đấy không chứng đạo mình phải gánh đấy. Nên không chứng được đâu. Thế là phải tu lâu đấy cháu. Thế này này, lẽ ra đây cháu ạ, ngay kể cả cô cháu mình thế đấy, không được tiếp duyên đâu chứ đừng có đùa. Đấy, trưởng lão còn thì ở trong ấy, trưởng lão phải 10 năm rồi thì chứ trưởng lão mình đi ra ngoài để cho chứng đạo rồi trưởng lão mới ra mà. Chứ không mà còn gặp người khác còn tiếp duyên là còn không chứng đạo nữa cơ mà. Chứ đừng có nói còn đi khất thực đi ao duyên nữa thì chết đi. Thế nhưng mà cô ấy thì giờ biết làm sao, là giờ mai thì cái bà chị cháu ở đây, bà thì đang tập ăn chay, bà muốn gặp thầy để hỏi để ăn thì không sao đâu cháu. Tức là thì cháu phải nhắc thế này, cháu sang đấy là cháu nhắc là con đi thế này là con chỉ tùy thuận thôi chứ quan tâm con không muốn đi. Thế thì chỉ con chia sẻ gì đâu, được thầy chia sẻ thôi. Thầy chia sẻ mới lại đây là con cháu đi sang đấy là gọi là con tùy thuận, tùy thuận chứ không phải ấy. Thế cháu là để đấy cho mọi người ấy. Đằng ấy không tiếp duyên là thế nào cô ạ? Ô cháu ơi, cháu biết không, nhà chú Đằng nhà chú không mời ai và chú không tiếp duyên cái gì luôn. Đấy, thì gia đình chú mới bình yên như thế, cho nên mình phải học để rút kinh nghiệm. Cô cũng phải học đấy, tại vì trước thì cô cũng chưa ấy được, nhưng mà từ đợt mà cô được nghỉ hưu thì cô có thời gian cô cũng đọc được ấy nhiều hơn, cho nên cô phải rút kinh nghiệm đấy. Cháu ơi, cháu không biết đâu, cô mấy em đấy là thế con của cô đấy, là tại vì cái tâm của mình cứ đi mình ấy cho người khác nhiều quá đấy. Tức là mình cứ hướng dẫn cho mọi người đấy, để cho mọi người mình cứ thương mọi người quá thì thương người khó thân là vì thế cháu, tức là mình nhận hết nghiệp của mọi người vào thì thành ra là em nó ra đi sớm đấy. Đấy, rồi cháu không biết đâu, khi mà nó ấy cho nhau thì nó cứ tìm các cái bài của bác Hồ, bài của Phật, bài nào ấy là nó lại đưa lên, mà cái Zalo của nó thì cứ khoảng 1000 người vào cơ mà. Nhiều lắm, người nào cũng mấy cái bài của nó. Đấy cháu ạ, cháu chia sẻ thế đấy, trên đây là mình gái.